Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Thơm thấy là cái áo của Thắm bị xước chỉ đó. Vào đây, đây. Đâu có đâu. Vào đi để mai lại cho. Vô đây. Đâu ở đâu? Thơm mời. Thắm ngồi. Ngồi, đây hả? Ngồi xuống Thắm. Dạ mà. Trời ơi. Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Ai đi Tiền Giang nhớ về mi. Ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ. Đi về Sa Đéc hay đi về Kiên Giang. Đi về La La hay là về La La. Trời ơi, dễ thương quá à. Ủa, đi đâu mặc đồ nổi vậy? Trời, đi chảy hội đó. Đi chảy hội hả? Ê, nó nghe nè, ba đứa mình thân nhau quá ha. Chơi với nhau từ cái thời mà ở tuồng tắm mưa tới giờ ha. À, ở tuồng tắm mưa. Ở tuồng tắm mưa tới giờ, bây giờ lớn lên chúng ta vẫn có cái sở thích chung với nhau đúng không? Là hát, là hò. Ngày xưa sao mà ngày xưa là mấy đứa quên rồi ta? Ngày xưa là năm người. Trời, bạn bè chơi thân thiết mà xưa không nhớ bao nhiêu người. Thì năm đứa mà bây giờ còn ba đứa thôi à, chán ghê á. Mà nghe nói nhỏ ở trên phố này nó thấy ghét lắm. Con gì mà quên mất cái tiêu cái tên luôn. Con thấy ghét nó quên mất tiêu cái tên luôn mày. Thắm. Con Thắm. Đúng rồi, con Thắm. Thắm này nó sảnh xẻ lắm. Vậy hả? Nó ỷ nó đẹp á, bây giờ nó sảnh xẻ, nó không chơi với ai mày ơi. Dân làng ơi, cô Thắm về rồi nè. Trời ơi, ai vậy? Wow. 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 Ủa mà sao Thắm về chi vậy Thắm? Về đây để tôi coi mấy người sống sao. Ủa gì kỳ vậy, về tự nhiên sân si xéo sắc vậy? Ngày xưa mình là bạn thân mà Thắm. Trời ơi, đúng rồi, tụi mình là bạn thân mà đúng không? Tôi tính là ở trển luôn rồi đó, tôi đâu có dự định về đây đâu. Mà tại á, tôi thấy có người nhắn tin cho tôi á là hai em. Đây nhắn gì? Ông cười tôi đúng không? Ủa sao muốn bỏ xa, muốn bỏ xa, muốn bỏ sao sao sao? Bây giờ tôi hả là có vợ với hai con rồi. Bà nghĩ sao vậy? Con tôi mới đẻ rồi. Cái gì nhanh vậy? Ừ. Thì hơi dạt quá. Ông tin cô tôi đúng không? Thật ra thì tôi có hai em, nhưng mà em khác. Tôi sắp cưới vợ rồi bà ơi. Ủa cái gì nhanh vậy? Đúng rồi, tôi thì tôi không có thích kiểu hả xích xa, xích sọn, xích xô, xích xào như vậy. Trời ơi, nở lòng nào ông nói tôi vậy. Thôi hai người thì người có vợ, người có con, người thì sắp lấy vợ rồi. Mặc dù chiều cao cũng không xứng lắm, nhưng mà ông hai em đúng không? Hả? Hai. Đứa nào hò thô vậy? Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Wow. Thôi, mới về hả? Ai đây? Tôi, Thơm nè. Ủa Thơm hả? Thơm, ủa hình như Thơm thấy là cái áo của Thắm bị xước chỉ đó. Vào đây. Đâu có đâu. Vào đi để mai lại cho. Vô đây. Đâu ở đâu? Thơm mời. Thắm ngồi. Đây hả? Ngồi xuống Thắm. Dạ mà. Trời ơi. Em mời chị đứng lên. Vừa rồi là em có một cuộc nói chuyện với chị đó. Chị biết chị vừa mới đụng vào người ai không? Có đụng ai đâu. Người yêu của tôi đó. Trời ơi. Muốn không? Chắc chắn là chậm biết rồi. Chị ăn nói cho đàng hoàng. Hồi nãy chị mới lên làm hành động mỉa bạn trai của tôi. Hả? Chị chỉ nói là ông nói với tôi là ông hai em là ông. Không phải, tại nãy là trong cái khoảng cách đó, cái đầu nó có thật hiểu không? Cái nó khoảng cách nó thôi chứ không là, có. Là ông có nhắn không? Không nhắn thiệt. Rồi cái con này là con nào?
Thôi. Em lại chị, em sợ rồi. Rồi bây giờ nhớ chưa? Nhớ miền quê Nam Bộ chưa? Nhớ rồi, nhưng mà ủa cái bà này là khúc nào trong cuộc đời ông vậy? Đóng vai gì trong cuộc đời ông vậy? Này là ba khúc luôn, mở bài trân bài kết luận luôn. Này ba khúc trong cuộc đời luôn. Là vợ, là người yêu và là vợ, sao là mẹ luôn đó. Thôi, nói chung là năm đứa chúng ta là năm đứa bạn thân. Đúng rồi. Bây giờ nếu mà có quên á thì thôi theo tôi. Hôm nay tôi sẽ dắt bà đi khám phá miền Tây Nam Bộ. Đúng không? Để ký ức tràn về xối xả. Thật ra thì tại vì có cái máu chảnh chẹ sảnh sẻ trong người á, rồi về làm quá vậy thôi, chứ quên sao quên được. Cũng nhớ chứ, nhưng mà tôi muốn đào sâu hơn chút xíu nữa. Tại người ta nói á là quê hương là chùm khí ngọt cho con trèo hải ngoại. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Đúng, bởi vậy tôi phải nhớ quê hương để tôi thành người chứ. Rồi bây giờ bà muốn ai nè, bà muốn ai dắt bà đi khám phá nè? Tôi muốn ai? Thôi sợ quá, đi về bển. Không, thôi, không hợp dầm, cho ở bên đây đi, dù gì hai đứa mình về nhiều khi mình ấy lắm, mình chia ra để mình ráng mình kiếm tiền hai bên chặt lại nó nhiều hơn, để sau này mình đám cưới với mình xây mấy tấm liều lại nha. Này, tôi biết con bé này cái nết nó dữ lắm, ở lại đi tôi kìm nó lại, kìm cái nết nó lại. Đúng rồi. Vậy tôi lấy chồng nó nha. Không phải là vậy, tôi với người yêu nó chung đội nha. Rồi đúng rồi. Vậy hai ông bà hãy về túp lều lý tưởng đi, còn hai người này hãy ra bụi chuối sau hè giùm ơi. Ra bụi chuối thôi anh ơi. Lời và các bạn muốn thử thì chúng tôi sẽ cho các bạn những cái món ăn này luôn. Theo khảo sát của 100 thực khách ở thành phố Hồ Chí Minh, đâu là món ăn của miền Tây khiến họ không dám thưởng thức? A. Vũ nữ chân dài. B. Thịt chuột. C. Bò cạp chiên. Vẫn là hai đáp án khác nhau ạ. Với cái sự sáng dạ của em thì em thấy là vũ nữ chân dài là ớt nhái em ơi. Ớt nhái nói chung là những cái con đó đó. Chuột á thì có người ăn được, có người ăn không được, họ không gớm. Còn bò cạp chiên nghe có vẻ độc địa quá. Em miền Tây mà em còn không dám ăn mà. Nhưng con bò cạp chiên lên nó cũng giòn giòn, mình ăn nó cũng rất là dễ thôi. Bên này tại sao chọn đáp án B ạ? Tại vì á em thấy mọi người nha, quan sát tức là mọi người đa số là sợ chuột. Khi mà thấy con chuột bò ngang qua hay là mọi người đều hết hồn hết. Nên là mọi người sẽ có cảm giác sợ với nó, là chắc chắn là sẽ không dám ăn thịt nó. Đặc biệt là dưới miền Tây con chuột nào con chuột nấy bự lắm. Cả hai đội đều có quan điểm riêng đúng không? Vậy chúng ta hãy cùng đến với câu trả lời nha. Dạ. Đáp án chính xác của câu số 2 đó chính là bò cạp chiên. Có 45% người đồng tình với các bạn là họ không dám ăn bò cạp. Thịt chuột cũng rất là nhiều, thịt chuột có tới 37% khán giả và những người mà thực khách đó người ta không muốn thưởng thức. Bây giờ chúng tôi sẽ cho tất cả những người chơi ở trong bí kíp vàng được thưởng thức cả ba món này. Ba con luôn hả anh? Quá em ơi, chị làm quá đó em. Không phải, là bởi em làm chị mới hết hồn. Bạn hãy ăn thử một con đi. Bên kia mà chê quá anh ơi, đẩy qua bên này anh ơi. Ôi ghê, cũng không dám ăn đâu. Thôi em ăn cà chua. Một con thôi, năn nỉ luôn. Em ăn chai. Anh ơi ghé đây. Em ăn trai hả? Đây, đây là của các bạn đã giành chiến thắng cho nên các bạn được ăn hết. Thôi anh ơi đem đi luôn đi anh ơi. Tại cái bò cạp mình màu đậm quá mà còn... Cái con bò cạp cái màu nó như thật á. Dạ. Nó là thật mà bạn. Không phải, tức là nó như nó còn sống á, nó có hồn vía quá. Không ăn được. Ủa sao có một mình tôi ăn vậy? Anh ăn nước chuột nè anh à. Rất ngon đúng không anh? Ngon. Mà nhìn con bé chuột rồi đó là bé xé bé ra. Nó còn hình bé chuột quá, nó sợ quá. Thật ra là tại chúng tôi ở trong chương trình Bí Kíp Vàng chúng tôi đang ở đây thôi. Chứ SC biết tất cả các người chơi đều rất là muốn ăn. Và đây là những món ăn mà rất là được phổ biến ở miền Tây. Và hy vọng rằng là khi mọi người về đến miền Tây Nam Bộ thì mọi người sẽ thưởng thức những món ăn này nhá. Câu số 3. Trong bài hát Chiếc Áo Bà Ba, tỉnh nào sau đây được nhắc đến? A. Tiền Giang. B. Kiên Giang. C. Sóc Trăng. Các bạn có 3 giây. Trong vòng này, đội chơi này rất là trung thành với chữ B và đội chơi này rất trung thành với chữ C. Em nhớ là Kiên Giang ơi, em vẫn đẹp ngàn đời. Hậu Giang ơi. Anh thì anh ở Đồng Nai, anh chẳng biết gì cả. Đúng rồi. Là Hậu Giang ơi, em vẫn đẹp ngàn đời. Mà bài đó phải bài...
chiếc áo bà ba đó. Đúng rồi, chiếc áo bà ba luôn. Áo bà ba, ba trên dòng sông Tiền Giang ơi. Bữa nay là tại sao chọn Sóc Trăng? Dạ tại nó có câu hát. Câu hát à? Đâu, hát thử ngày chơi. Về sông Trăng một ngày khai điều lâm thôn. Bắt cái tông gì cao không hát được á. Đâu phải, cái đó cái bài Sóc Trăng bay, Sóc Trăng không rồi. Không, Sóc Trăng bay là Super Bay. Bò. Bây giờ anh Dường em câu không được hay sao? Thì thôi, gì đâu. Trời ơi, kèo dưới luôn. Cái đó giỏi của ta, phải được quan tâm để mình chơi tiếp đi nè. Vậy là cả hai đội đều chốt đáp án B và C. Và C là đáp án chính xác à. Thì sau 3 câu của vòng thứ 2, đội Tuấn Dũng đã xuất sắc được 9.000 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Đội Dương Lâm với 3 câu trả lời là B, B, B và B. Các bạn vẫn giữ nguyên số điểm là 3.000 điểm. Bởi vì Tuấn Dũng là người trả lời xuất sắc hơn cho nên Tuấn Dũng sẽ có một quyền ưu thế ở trong vòng 3. Và trước khi đến với vòng 3, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Trở lại với chương trình Bí Kíp Vàng. Và Tuấn Dũng thân mến, bạn là người chiến thắng ở vòng trước, cho nên bạn sẽ được quyền trả lời những câu hỏi. Và ở đây chúng tôi có 7 cái rương. Nếu bạn trả lời đúng, bạn sẽ được mở một cái rương ra. Và có 5 cái rương là từ 1 tới 5 triệu. Trong đó có 2 cái rương đặc biệt hơn. Là một cái rương nhân đôi và một cái rương chia đôi. Nhưng nếu bạn trả lời sai, quyền trả lời câu hỏi sẽ qua Lê Lộc. Nè nha, chơi đàng hoàng không có nhường nha. Nhiều khi kiến thức người ta ao hẹp thiệt sao. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Lẩu mắm miền Tây thường dùng mắm gì để nấu? A. Mắm cá linh và mắm cá sặc. B. Mắm cá linh và mắm cá cơm. C. Mắm bò hóc. Dạ em chọn A. A là mắm cá linh và mắm cá sặc. Tại sao bên kia có phản ứng như vậy? Em biết nấu cái món đó, cá linh và cá sặc. Vậy thì còn nói gì nữa? A là đáp án chính xác. Bây giờ bạn hỏi một cái luôn đi. Trời ơi, cơ hội đi nè. Con số may mắn của em là số 8 mà ở đây không có. Có 7 với 1 không à. Ê, mình chia 2 đi là số 4 đó. Vậy thì con số may mắn tiếp theo đi, số 1. Tại nhiều khi em trả lời đúng nhiều sao mình chọn tiếp đúng. Thôi để người ta lựa chọn, người ta trả lời đúng mà. Phải mở lên hết mới thấy được. Wow, rất là may mắn Tuấn Dũng. Hiện tại bạn đã có số tiền là 14 triệu đồng. Nhiều quá, giàu có quá rồi. Hãy tiếp tục nha, tiếp tục nha. Vú sữa Lò Rèn là đặc sản của tỉnh nào? A. Tiền Giang. B. Hậu Giang. C. Long An. Dạ Hậu Giang đi. B. Bạn chọn B. Cái gì em trả lời gì vậy? Trả lời Hậu Giang chị, tại em không biết thiệt. Tuấn Dũng đã chọn đáp án là Hậu Giang và đã hết giờ rồi. Tại sao bạn lại tức tối ở trong đó? Tôi nghĩ là đáp án cái gì á? Tiền Giang. Tiền Giang là đáp án chính xác ạ. Bạn còn không biết cái tỉnh người ta nữa mà bạn còn tức tối trong đó. Tại vì tôi nhiều kiến thức trong đầu á, tôi hay quên ạ. Nhưng Tiền Giang là đáp án chính xác à. Cho nên là Tuấn Dũng rất tiếc. Thôi mà. Bạn chỉ ra về với 14 triệu đồng thôi. Con gái của tôi là người đã cho 5 triệu vui cái tự nhiên thua một câu cái quạo. Thật ra là người ta thấy người ta nhiều tiền rồi, người ta nhường cho Lê Lộc đúng không? Dạ. Quá rồi, Lê Lộc biết rồi. Xin mời. Dễ gì mà cũng không biết nữa. Lê Lộc ơi, bây giờ bạn hãy trả lời thiệt nhanh nha. Chúng ta có 3 giây. Món nào sau đây là đặc sản của tỉnh An Giang? A. Bò quanh lửa hồng. B. Bò bảy vị. C. Bò bảy núi. Bảy núi đi. Câu B. B là câu trả lời chính xác. Thịt bò thường được chế biến thành 7 món gồm lòng bò luộc, bò đun bánh hỏi, cháo bò, bò khía bánh mì, bò xào lá giang, bò lúc lắc và bò bít tết. Wow. Bây giờ chúng ta có 6 cái rương. Đó, bạn chọn đi. Em chọn số 6. 6 là Lục, bạn tên Lộc cho nên bạn chọn Lục đúng không? Dạ. Kẹt tay nữa, đổ máu nữa. Bây giờ cứ mở ơi, đó, cái rớt cái ngón tôi thấy rồi. Dừng đi. Yeah. Nhưng tiếc quá, chúng ta đợi thêm tiền là hẳn nhân đôi. Thôi kệ, coi nhiêu xài nhiêu anh. Rồi. Còn hỏi gì, chút nữa chia đôi khổ. Lát sai sao? Bây giờ đến với câu tiếp theo nha. Tương truyền sự tích Thạch Sanh cứu công chúa Quỳnh Nga ở đâu? Ở cái giờ hàng gì đó. Không phải đọc ABCD chứ. Bạn có 3 đáp án. Dạ. A. Hiền Ta. Hiền Ta. Lộn Hà Tiên. Hàng
hiền ta. B. Hầm Thủ Thiêm. Vĩnh Long. C. Châu Đốc. Hà Tiên. Hà Tiên. Bạn có 3 giây. Hà Tiên hiền ta. Hiền ta, chắc hiền ta quá à. Ừ, hiền ta. Hà Tiên đúng rồi đó. Bạn chọn đáp án A. A là đáp án chính xác. Yeah. Chọn luôn nha lớp. Em chọn cái số 2. Yeah. Bây giờ mà chia đôi là quay lại con số hồi nãy. Ủa nói gì số vậy trời. Nói lại, bây giờ được 4 triệu. Thôi còn anh ơi. 4 triệu, xin chúc mừng bạn. À đứt tiếc 1 triệu thôi. Đây nghe người ta dữ vỗ tay cái nở nụ cười, cái nhìn lấy một chuyện cái sụ. Thạch Động Thông Vân là một thắng cảnh thuộc phương Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thạch Động Thông Vân là nơi gắn liền bởi sự tích chàng Thạch Xanh giải cứu công chúa Bình Nga. Và đây là câu hỏi cuối cùng. Hôm nay bạn, cả hai người chơi của chúng ta đều rất là giỏi. Câu hỏi số 5. Cây bối đa còn có tên gọi khác là gì? Cây bá đôi nè. A. Dừa nước. B. Thốt nốt. C. Cây bần. B. B. Thốt nốt. B. 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 Cô B. Cái gì B? Tự nhiên nhìn mặt tôi cứ nói B. Tôi có làm gì bạn đâu. Nhìn chân mày là đón B nè. B là câu trả lời chính xác. Đúng rồi. Đội ta mà tôi nhắc tôi mừng rồi. Phải em lên tới luôn kìa. Sinh lão bệnh tử sinh. Số 5. Liệu chiếc rương này Yeah. 3 triệu. Xin mời hai người chơi. Sau 3 vòng thi, hai người chơi của chúng tôi rất giỏi. Tuấn Dũng, bạn xuất sắc có được 14 triệu đồng. Lê Lộc, bạn cũng xuất sắc không kém, bạn có 10 triệu đồng. Yeah. Có tiền rồi, bây giờ chúng ta về nhà mình làm đám cưới. Tính cái chuyện khác đi ha. Ủa ngoài đời có quen nhau thật đâu mà đám cưới, nãy là trong kịch thôi. Ờ, kịch thôi. Em kịch tới đám cưới thôi. Hôm nay Lê Lộc là đến đây, bạn thích bí kíp nào nhất của chương trình? Bí kíp hả? Em lo em lo sắp xếp lại mấy cái chữ mà anh nói lái đồ á. Bí kíp nhớ. Ê bỏ cuộc, bỏ cuộc. Ủa? Phép thuật Queen. Ôi khoan Queen. Đi, tôi bị phân tâm quá à. Tại sao tụi tôi một cánh đẹp quá mà anh Lâm một cánh xấu vậy? Xấu vậy? Sao nó già như là cái cánh gà chi nước mắm vậy đó. Quay lại coi. Trời đất ơi. Thì phép thuật tu luyện chưa tới hiểu không? Thiên thần mới nhú. Đúng rồi. Ê nhưng mà nó hay ha, từ ngày mình có cái phép thuật Queen đó, cái mình không có cần mà mời khách mời ra mất thời gian, mình biến cái khách mời có mặt ở đây luôn. Đúng rồi. Cái ê, nhưng mà ra rất hèn nha. Đây. Ra rất hèn luôn. Trời, ra không kịp làm gì thường thì khách mời người ta sẽ ra người ta giới thiệu phong đây, chỉ cần nhận mà cũng không biết đây là thiên thần hay gì luôn, chỉ cần lú cánh ra cái xuất hiện liền. Đúng rồi. Mà ke đầu mà làm tùm lum hết trơn, không làm được. Không làm được, nhưng mà phải làm, vô giờ này anh phải làm. Làm khùng làm điên. Đến với biết kiếp bàn là mình phải làm hết à. Nhưng mà bây giờ khách mời ơi, chúng ta có thể vô giữa không ạ? À? Khách mời hôm nay rất là màu sắc nha. Dạ. Em qua đây vàng nha. Có hồng có đỏ có luôn à. ST ơi, ngày hôm nay ST phải cẩn thận nha, bởi vì ngày hôm nay khách mời toàn là những MC chuyên nghiệp không, những người rất là hoạt ngôn đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Các bạn phải cẩn thận đó. Bây giờ các bạn có thể giới thiệu về bản thân của mình một tí xíu không? Mình tên là Vũ Mạnh Cường. Dạ. Đây là Thư Đình. À, đây là Quang Huy. Dạ. À, hết. Huy đã đến với Biết Kiếp Vàng một lần rồi đúng không? Dạ chính xác, đây là lần thứ hai được đến đây và lần này thì nó tinh khôi lắm. Em tinh khôi hả? Chứ lần trước em tin gì? Lần trước tin gì, lần này tin khôi. Tin gì được ta? Tin bi đúng không ạ? Không ạ, đợt trước không tin vi, đợt này quay lại mới là quyết định như vậy nè. Nhưng mà đợt trước tin vi chứ, đợt trước hình như là nhớ là mình chung đội với nhau thắng mà. Dạ. Cái đó gọi là thông minh chị chứ không gọi là tin vi được. Đợt này gọi là thông minh. Đợt này đến đây tin khôi nha. Dạ. Để thua. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bây giờ ba người về chung một đội, đội chủ nhà chúng tôi một đội, chắc chắn là ba người phải thua thôi. Ủa nhưng mà cái concept màu hồng này là tự mọi người nghĩ ra. Không, tại cái concept màu hồng này là do Phép Thuật Queen. À biến hình. Anh Trân Tiết. Phép Thuật Queen đó đấy ạ. Bây giờ nếu như mà có phép thuật thì mọi người sẽ chọn cho mình cái phép thuật gì? À, Thư Đình sẽ chọn phép thuật là biết hết mọi đáp án trong chương trình ngày hôm nay. Đó. Trời ơi. Nhưng mà sợ biết hết. Nếu mà biết hết mọi đáp án thì đâu còn hấp dẫn nữa đúng không? Hồi xưa em đi học em hay chép phao lắm không? Em nhờ bạn kế bên chép phao. À. Xong rồi nhờ bạn nó quay giùm luôn, xong rồi chỉ mình là có gì giám thị bắt đó là bạn kế bên bị bắt. À. Đó. Cũng hay.
Ủa sao lại lâu vậy? Ủa em ơi, lông rụng quá nhiều. À vậy nếu mà có phép thuật thì Cường sẽ mong ước cho là Buka là bớt rụng lông. Thôi em để giữ môi trường. Để giữ môi trường. Em già rồi, lông em bạc hết trơn. Hay quá. Hay quá. Còn Huy, nếu mà có phép thuật win ngay lúc này, mình sẽ đổi đội mình là đội chủ nhà. Trời ơi. Muốn không ạ? Dạ muốn chứ ạ. Dương Lâm á là phải hả hùng hục cả ngày đó. Hùng hục. Tôi là con trâu hay sao? Mà phải hùng hục. Đang chương trình trí tuệ mà. Tôi cũng có cái trí não của mình mà. Nếu như em có phép thuật win, nếu như anh có phép thuật win, anh sẽ ước mơ là gì? Anh sẽ ước mơ là anh ăn thật là nhiều thứ trên đời này mà anh vẫn không mập. Bởi vì anh luôn có một chim mùng đôi. Mùng đôi để ăn thật nhiều món ngon thật ngon trên trần gian. Nhiều khi thèm những món ăn rất là thèm luôn, nhưng mà cái tuổi rồi ăn cái gì nó cũng mập, hít thở không nó cũng mập. Chính vì vậy Lâm ước là một body thật là đẹp mà ăn thật là nhiều món ngon. Thiệt luôn á. Lâm nói vậy thôi chứ mà body Lâm đẹp lắm nha. Ngon lắm luôn á. Ngon anh. Ngon lem lem lắm. Lem. Ừ dạ. Nhưng mà có nghĩa rằng là em cũng có những cái bí quyết của em để mà em ăn không bị mập thôi đúng không? Em chít à. Và khi mà em mỡ nhiều quá thì em sẽ có một cái dịch vụ là chít tăng mỡ. Thôi đi. Cái gì mà nó tự nhiên hơn đi. Không, ví dụ như là em đều đi spa, họ sẽ ủ tê vùng bụng của em và họ sẽ chít vào đó một cái lượng vun vịt, nó sẽ làm vun vịt, nó sẽ làm tan cái lượng mỡ ra. Đó, nhưng mà đau lắm, chịu không nổi. Thôi đi, đó là những người có tiền như Lâm thôi. Còn những người mà không có tiền thì người ta phải giảm cân mà cách nào đây? Đúng. Tập thể dục. Ăn kiêng. Nhưng mà ăn nếu kiêng. Không có thời gian thì làm sao tập thể dục được? Thì ý nếu là... mà cái miệng mà thèm ăn đủ thứ món, làm sao có thể ăn kiêng được đây? Thì phải có phép thuật win. Đúng rồi. Ai cũng sống một lần trên đời, tại sao lại hà khắc với bản thân mình như vậy chứ? Là luôn không, phải ăn. Ăn ngon ở ngoài đời. Ăn hết đi. Đúng rồi, phải ăn hết đi. Muốn biết làm sao để giảm cân đúng không ạ? À? Đúng rồi. Hãy đến với chương trình Bí kíp vàng ngày hôm nay. Yeah. Chương trình Bí kíp vàng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và trước khi đến với những bí quyết giảm cân, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Ước mình cùng bay phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, xem trọn bộ duy nhất trên VOOV.